người ở đây là còn bánh xèo, bánh xèo cung nguyệt. Đây cảnh chế biến bánh xèo nhé. Thành phần. Em quảng cáo cho quán mà. Làm nhà báo hả? Không, em làm kênh YouTube. Chị ơi, bánh xèo là nguồn gốc ở đâu chị nhỉ? Dạ? Bình Định ha. Ở đây chị cũng người Bình Định hả? Bánh xèo là có bao nhiêu loại hả chị? Em chỉ quay bánh thôi, không quay người đâu. Quay người nhưng mà phải quay người thì cũng được. Chị ơi, bánh xèo là có mấy loại hả chị? Tức là nhân ấy, cái nhân của nó ấy. Tôm hoặc thịt đúng không? Chế biến quá chuyên nghiệp luôn, giống như một dây chuyền ấy, dây chuyền sản xuất ấy. Đây nhân thịt này, thành phẩm bột được chấm. Biệt của nó là có những cái đĩa nhỏ này, cái đĩa hình bánh. Đây là tưới dầu lên, sau đó tưới bột lên. Tưới dầu, sau đó tưới bột. Sau đó gấp bánh lại. Gấp bánh lại để cho nó chín ở bên trong. Trước khi rưới bột là người ta bỏ nhân. Đây là bánh xèo nhá. Lần đầu tiên ăn kiểu này đây. Cái này phải dùng cả bánh tráng để cuốn. Bánh tráng cuốn tất cả những cái này, rau, các loại rau. Nước chấm này là hình như là mắm nêm à.
thử cái nhá, thử là biết cái gì. Mắm nêm. À không phải là mắm nêm, mà cũng là mắm nêm. Mắm nêm này có thịt ở trong. Thôi bắt đầu ăn nhé. Ăn thôi. Bỏ cái này vào. Bỏ rau. Ăn rau thì bỏ rau đỏ. Cách ăn bánh xèo nó như thế này. Đầu tiên là bỏ cái này lên. Sau đó là bỏ rau. Bỏ rau. Ăn rau gì thì bỏ rau đó. Thực ra cũng khá phức tạp. Một cái tay của mình đang dùng quay để quay video ấy, cho nên là nó cũng... Sau đó mình sẽ bỏ bánh lên. Bánh xèo nha. Đây là bánh xèo nhân tôm này. Chúng ta sẽ cuộn lại. Cuộn lại. Mình cuộn không được đẹp bởi vì mình đang phải quay nữa. Giòn.
bánh này xuất phát từ Bình Định, một tỉnh của miền Nam Trung Bộ, một tỉnh Nam Trung, duyên hải Nam Trung Bộ. Thử cái rau này coi nhé. Cái này là phải gọi là ăn bánh xèo bằng bột tay. Ăn bằng bột tay. Thực ra nó hơi ghê ghê một tí nhưng không sao. Ok, cứ để vậy đi. Đây là vừa là dưa mà vừa là xoài đấy. Giờ thử ăn không nhá, không cuốn nữa nhá. Xem mùi vị nó thế nào. Bánh xèo thì người ta thường làm nhân tôm hoặc là nhân thịt. Chấm cái Quyên chưa dùng cái đu đủ muối, đu đủ và cà rốt muối. Theo mình thì tất cả các loại bánh ngon là nhờ cái nước chấm của nó. Nước chấm của nó rất đặc biệt. Nước chấm này là kiểu như mắm nêm của bún mì Quảng ấy. Nhưng mà nó không mặn giống như mắm này, nó không mặn giống như mắm nêm của mì Quảng mà nó có thể ăn được luôn. Nó không quá mặn. Nó chỉ hơi mặn thôi. Thôi không ăn nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé.